Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 3. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày Chủ nhật rồi, ngày 20 tháng 3. Và bây giờ đó là 4 giờ chiều, giờ Cali. Thì các bạn thấy là cuối tuần này đó thì giá của BTC cũng rất là tốt. Chúng ta thấy xoay quanh cái mức là khoảng chừng 42.000 đô. À, thời điểm là video này đó giá là 41.963. Nhưng mà cách đây một tí đồng hồ thì giá cũng đã tiếp tục giữ trên mức là 42.000 đô. Và chúng ta thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó thì bây giờ mức là 28, có nghĩa là sợ hãi, đỡ hơn là một ngày trước đó là 25, có nghĩa là cực kỳ sợ hãi và đương nhiên từ giờ rồi là cực kỳ sợ hãi mức là 22 và các bạn thấy được là chỉ số này sẽ update trong vòng 1 giờ và 7 phút nữa Trong lúc nào video này thì vẫn chưa có update cho chỉ số mới nhất Cho nên khi mà có chỉ số mới nhất đó thì có thể khác hơn con số này Nhưng mà Thường nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục nằm trong cái dục sợ hãi mà thôi sẽ đỡ hơn Tại vì Thường nghĩ là một trong những yếu tố đó dẫn đến thị trường đỡ sợ hơn Đó chính là yếu tố liên quan tới cái sự rõ ràng của Fed Trong một năm tới đây đó sẽ có những quyết định gì liên quan tới lãi suất và nhìn chung ngày hôm nay các bạn thấy là có rất nhiều màu xanh ở trên màn hình chúng ta thấy được có những đồng à, cũng tăng khá là nhiều như là đồng Luna nhưng mà phần lớn là màu xanh các bạn thấy là chúng ta nhìn những đồng lớn đi thì hiện bây giờ các bạn thấy được là với mức giá của Bitcoin đó là ở cái mức là 41.942 thì cái giá này cũng tương tự như là cái giá của ngày hôm qua 24 giờ trước hôm qua tôi cũng làm video nhưng mà hôm nay đó thì cái giá cũng tương tự như hôm qua mà thôi Ethereum đó thì cũng ngang hàng với là cái giá của ngày hôm qua ở mức là gần như muốn trở lại 3.000 đô À, đồng Binance và BNB đó thì các bạn thấy là cũng tương tự như ngày hôm qua là khoảng gần như là 400 đô. XRP thì tăng thêm 2,1%. à theo Luna thì tiếp tục có sự tăng trưởng các bạn thấy là là đồng đứng thứ bảy hiện bây giờ là tăng thêm 7,1%. Trong vòng 24 giờ qua, Solana thì cùng thời điểm đã tăng 3,4%. Cardano thì tăng 5,2% và Avalanche tăng 4,6%. Đồng mà tăng nhiều nhất đó, trong vòng một tuần qua đó là các bạn thấy chúng ta có Solana tăng 14% và Avalanche tăng 26%. Cardano cũng tăng 13% trong vòng một tuần qua. Có thể nói là những năm lớn đó, hôm nay rất là tốt. Và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là crypto đâu mà các bạn thấy là chỉ số chứng khoán cũng kết thúc một tuần rất là xanh. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đó đều kết thúc cái tuần coi như là chúng ta thấy được là chỉ số Dow đó kết thúc cái tuần tốt nhất từ năm 2020, các bạn thấy được là thị trường thay đổi rất là nhanh. À, một phần như thường duy chia sẻ đó chính là thông tin liên quan tới Fed đã làm cho mọi người rõ ràng hơn và họ cũng đã chuẩn bị tâm lý hơn. Cho nên chúng ta mới thấy thị trường có màu xanh như vậy. Chúng ta nhìn à, thị trường dầu đi thì dầu vẫn còn cao. Các bạn thấy là vẫn ở mức là hơn 100 đô tiếp tục tăng thêm 2%. Đây là hợp đồng dầu à, của tháng 4 Còn về vàng thì ra sao? Các bạn thấy vàng thì à, có cái sự đi xuống tiếp tục ở mức là 1921 đây là hợp đồng của vàng tháng tư và các bạn thấy là đã xuống thêm 1,1% sau khi chạm 2000 đô thì đã đi ngược trở về và bây giờ đang hướng về cái phần là 1.900 đô các bạn có thể thấy được là trong cuối tuần này đó thì cái thông tin mà gây nhiều cái sự chú ý đó chính là một cái thông tin mà hiện bây giờ đó vẫn chưa có xác nhận được đó chính là thông tin liên quan tới nước Hondura thì đây là một bài viết đến từ một trang mà thuận ít có xem thông tin, cho nên cái độ tin tưởng nó thì cũng không có cao đối với thuận. Không có nghĩa là đây là thông tin giả, thuận chỉ nói là đây là một cái trang web mà thuận không có xem thông tin trước đây, cho nên không biết cái độ tin tưởng như thế nào. Đây là trang web Super Cool Info thì trang web này đã đưa một cái thông tin nói là tổng thống uh, của Honduras đó chính là tổng thống Hiomara Castro. Thì thông tin này nói là tổng thống của Honduras Hiomara đã nói là Bitcoin sẽ là tiền tệ hợp pháp ở nước Honduras tương tự như là Salvador. Và thông tin này đó là một và chúng ta thấy được là có một người khác nữa cũng rất là nổi tiếng trong thị trường crypto đó chính là Mark Kaiser thì cũng thuyết cái điều tương tự nói là cái quốc gia kế tiếp chấp nhận Bitcoin là tiền tệ đó chính là Honduras. Thì Honduras là quốc gia như thế nào? Các bạn thấy đây là một quốc gia nằm ở Trung Mỹ. Các bạn thấy trên màn hình ở đây là biểu đồ bên trên này là hoa kỳ bên dưới này là mexico kế đó là guatemala và ngay sau đó là honduras là một nước um, cũng nhỏ nhưng mà nước này cũng lớn hơn là el salvador các bạn thấy là đây là nước kế bên el salvador và el salvador đã chấp nhận bitcoin làm tiền tệ hợp pháp từ năm ngoái và honduras dựa theo thông tin này đó chính là quốc gia thứ nhì chấp nhận bitcoin là tiền tệ hợp pháp Tuy nhiên các bạn thấy được là bây giờ chỉ có hai nguồn thường có thể thấy thông tin này đó chính là trang web super cool info và thứ nhì đó chính là cái Twitter của Max Kaiser cho nên cái độ chính xác đó thường cũng không có dám chắc hiện tại nhưng mà nếu như mà đây là sự thật đó thì cũng không có gì gọi là lạ đâu các bạn Hiệu ứng Domino đã bắt đầu từ khi mà nước El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp cho dù là những cái ngân hàng trung ương quốc tế cho dù là imf quỹ tiền tệ quốc tế có gây bao nhiêu áp lực thì salvador vẫn tiến tới và tiếp tục và một năm sau các bạn thấy được là cũng có nhiều cải tiến cho đến mức mà bây giờ các bạn thấy là salvador có thể là bán trái phiếu dựa theo đào bitcoin và là một trong những trái phiếu có thể mang đến nhiều lợi nhuận cũng như là cái ngành liên quan đến du lịch với sau và cũng đã tăng lên tại vì người ta rất là con thú muốn biết là một quốc gia chấp nhận bị khôi là tiền tệ hợp pháp đó là ra sao honduras là quốc gia kế tiếp cho dù đây là thông tin thật đi nữa thì cũng không có gì gọi là quá lạ đối với thuận tại vì chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục thấy nhiều quốc gia có cái quyết định tương tự các bạn thấy được đó là một trong những đơn vị mà không thích bịch khôi và không thích bất cứ một quốc gia nào chấp nhận bịch khôi là tiền tệ hợp pháp đó chính là imf quỹ tiền tệ quốc tế thì cái lý do họ đưa ra đó thường là những lý do liên quan tới là bitcoin quá dao động à, đây không phải là một cái loại tiền mà chúng ta có thể sử dụng được hay là bitcoin sẽ bị sụp đổ vân vân gây nhiều thiệt hại à, đối với nền kinh tế của một quốc gia nhưng mà thuận thì thấy là cái điều này rất là mâu thuẫn tại vì các bạn thấy được nếu như mà một cái gì đó thực sự là tệ à, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì tại sao họ lại không để một quốc gia như là salvador đó à, thử nghiệm rồi sau đó đó có thể là cho cả thế giới thấy là thấy chưa chấp như Bitcoin không làm tiền tệ hợp pháp nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào nhưng mà trên căn bản đó cái mà họ sợ không phải là cái đó cái mà họ sợ đó là Bitcoin thật sự có thể thành công Bitcoin có thể thật sự mang đến nhiều lợi ích cho một quốc gia những lợi ích chúng ta cũng đã từng nói đến trên channel này như là có thể mang đến nhiều công ty và quốc gia đó đóng thêm thuế mướn thêm người và cũng có thể tăng thêm cái phần liên quan đến người ta đi du lịch đến quốc gia đó Tất cả những điều này đó họ đều rất là lo sợ. Cái mà họ sợ đó không phải là Bitcoin sẽ thất bại dẫn đến nền kinh tế quốc gia đó uh, gặp nhiều rắc rối mà cái mà họ sợ là Bitcoin thực sự đó là có thể thành công. Các bạn nên nhớ những gì mà người ta cấm đó thường là những cái đó thực sự là có cái sự ảnh hưởng chứ nếu như mà không có ảnh hưởng họ không quan tâm đến sẽ sụp đổ họ không có uh, quan trọng để mà cấm đâu. Các bạn cũng đã từng nghe thằng chia sẻ rất nhiều về câu chuyện cục đá rồi. Các bạn thức dậy, bữa sáng các bạn đi làm, các bạn đi ngang qua cục đá, các bạn đâu có đứng lại để mà chửi cục đá đâu. Các bạn chỉ khi nào dắp tại cục đá đó, cục đá đó làm cho các bạn bị té, các bạn mới ngừng lại, các bạn mới chửi cục đá đó thôi. Tương tự, Bitcoin cũng là như vậy. Và đương nhiên với cái sự chấp nhận, Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó. của Salvador thì nhiều quốc gia tương tự cũng muốn làm cái điều đó. Nhưng mà một những quốc gia gần đây đã cũng đã bị IMF hù là không nên tiến tới và họ cũng đã quyết định là bỏ cái dự án là chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó chính là nước Argentina. Thì nước Argentina đó đã, đã à, bị IMF hù nói là nếu như mà chấp nhận Bitcoin là tiền thì hợp pháp đó thì họ sẽ không có cho mượn 45 tỷ đô la từ IMF quỹ tiền tệ quốc tế thì cuối cùng đó Argentina cũng đã lùi bước với cái quyết định đó nhưng mà không phải đứa nào cũng như vậy đâu các bạn thấy đó là IMF tạo ra để làm gì thì IMF đó được tạo ra đây là quỹ tiền tệ quốc tế tạo ra vào năm 1944 khi mà họ tạo ra đó thì uh, Lý do tại sao mà có quỹ tiền tệ quốc tế này nói là để uh, hỗ trợ nền kinh tế thế giới để những cái sự kiện tương tự như đại suy thoái năm 1930 sẽ không có diễn ra nữa. 1930 đó chính là cái lúc mà khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng rất nặng nề đổ với những nền kinh tế như là Hoa Kỳ. Nhưng mà các bạn nên nhớ đó là cái thời kỳ đại khủng hoảng là những năm 1930, quỹ tiền tệ quốc tế IMF được thành lập năm 1944. Các bạn có biết là năm này đó là năm nào hay không? Đó chính là một năm trước khi mà kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai đó chính là năm 1945 thì quỹ tiền tệ quốc tế này được thành lập đó là một năm trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai thì nhiều người cho là quỹ tiền tệ quốc tế đó được sinh ra không phải đó là để hỗ trợ những quốc gia để những cái đại suy thoái như những năm 1930 không xảy ra nữa mà thành lập ra đó là để cho những quốc gia mà bị ảnh hưởng nặng sau chiến tranh thế giới 2 mượn tiền để họ gây dựng trở lại nhất là những quốc gia ở châu Âu tại vì sau khi chiến tranh đó, cho dù các bạn là bên thắng hay bên thua đó thì các bạn thấy được là cả hai bên đều ảnh hưởng rất nặng nề từ chiến tranh cho nên cần rất nhiều tiền để mà gây dựng quốc gia của mình trở lại cho nên cái quỹ này được thành lập đó và cho rất nhiều những quốc gia mượn tiền nhưng mà đương nhiên cái tiền mà họ cho mượn không phải là cho mượn không mà họ cho mượn là có cái lý do và cũng có những cái điều kiện và phần lớn đó là những điều kiện đó là sẽ có những cái chính sách chính trị và ngoại giao tốt với những nước phương Tây. Đó chính là những cái điều mà nhiều người cho là tại sao mà IMF được tạo ra vì lý do đó chứ không phải là đơn giản tạo ra để giúp đỡ những quốc gia mà cần giúp đỡ. Họ giúp đỡ là có điều kiện và điều kiện đó chính là phát triển cái tư tưởng có lợi cho nhiều quốc gia phương Tây vì lý do đó đó các bạn thấy được là imf đương nhiên là không có thích bất cứ một cái gì không phải là liên bịch khôi đâu bất cứ một cái loại tài sản nào bất cứ một cái loại tiền tệ nào bây giờ và mãi mãi mà có thể là hỗ trợ được những cái quốc gia mà đang cần tiền của imf đó mà có thể là thông qua một loại tiền tệ khác mà có thể là từ từ vươn lên thì họ sẽ không có thích đâu tại vì họ sẽ mất đi cái công cụ quan trọng đây có thể là ảnh hưởng chính trị cũng như là ảnh hưởng đối với lại nền kinh tế của cha đó và trên thế giới này đó các bạn thấy được có rất nhiều những quốc gia thậm chí đó nhiều quốc gia như là Salvador các bạn thấy đâu có tiền của cha đó đâu họ sử dụng đồng đô la và rất nhiều những quốc gia tương tự đó họ dựa vào đồng đô la họ dựa vào à, đồng euro hay là họ dựa vào thậm chí là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc các bạn thấy được những quốc gia đó đó chúng ta bao gồm như là Argentina cũng vậy Argentina tuy là một cái quốc gia mà có tiền riêng của mình nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn họ sử dụng đồng usd chúng ta nói tới mới đây đó là honduras honduras cũng có đồng lampia của họ nhưng mà trên căn bản đó họ vẫn sử dụng rất nhiều đồng đô la trên màn hình các bạn thấy có rất nhiều những cái quốc gia tương tự cho dù là họ có tiền riêng của quốc gia của họ hay là họ không có tiền riêng. Nhưng mà những quốc gia này đó đều sử dụng tiền của một quốc gia khác đồng euro, đồng đô la hay là thậm chí là đồng bảng Anh hay là đồng nhân dân tệ. Những quốc gia này đó là họ dựa vào nhiều những cái ngoại tệ khác. Cho nên đây là một cái công cụ mà những cái quỹ như là IMF đã dựa vào để mà có cái sự ảnh hưởng đến những quốc gia này vì lý do đó đó bất cứ một cái công cụ nào mà có thể làm ảnh hưởng đến cái tầm ảnh hưởng của quỹ IMF thì họ sẽ không thích đâu. Đây là điều đương nhiên rồi tại vì Bitcoin họ đâu có quản lý được. Đó là lý do tại sao cho nên không có gì gọi là lâu quá lạ khi mà các bạn thấy được là những người đứng đầu của quỹ IMF, những người đứng đầu của một số những quỹ tương tự, họ thường à, nói những câu mà không tốt đối với thị trường này hay là họ thường đưa ra những cái bài thống kê hay là nghiên cứu mà hoàn toàn là nghiêng về một hướng. Đó chính là điều mà mình thường muốn chia sẻ ở đây. Nhưng mà cho dù sau đi nữa đó thường cảm thấy là cái hiệu ứng domino đã bắt đầu rồi và không thể thu lại được và đó là cái thông tin lớn nhất cuối tuần này mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. À, một số những thông tin khác như là chúng ta nói tới là gần đây đó à, Do Kwon đã chia sẻ là cái quỹ của Luna sẽ thu mua tổng cộng là 10 tỷ đô la BTC dùng để mà hỗ trợ đồng USD. Đồng USD là một đồng ổn định. Thì cái điều thú vị đó nếu như mà đồng USD nếu như mà đây là một cái đồng mà được sử dụng nhiều trên những sàn giao dịch thì thì cũng sẽ tốt cho giá cả của bitcoin nhất là trong lúc mà giá btc đi xuống tại vì sao tại vì dựa theo uh, joe burnett á, thì người này nói là cứ suy nghĩ đi nếu như mà thị trường không tốt chúng ta đi vào mùa bear market thì có thể là nhiều nhà đầu tư đó họ muốn bán bitcoin của mình bây giờ thì họ lên họ bán bitcoin ra à, đồng ổn định usdt hay là usdc nhưng mà nếu như mà họ muốn lưu trữ đồng ổn định á, thì họ có thể là lấy bitcoin của mình sử dụng hệ thống luna đổi bitcoin đó thành usd thì trên căn bản đó các bạn thấy được là điều này cũng không phải là bán bitcoin của mình mà chỉ là hoán đổi btc thành đồng UST mà thôi có thể là có hiệu ứng là giữ được giá và hạn chế cái tốc độ bán của btc những lúc mà thị trường không tốt đây cũng là một cái suy nghĩ khá rất thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain, như là đa chuỗi đó, giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ co 98 cái thông tin kế tiếp mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là rất nhiều bạn hỏi Thuận là chúng ta có thể xem cái điểm Max Spend của option đáo hạn là ở đâu có nghĩa là hợp đồng quyền được mua, quyền được bán đó thì các bạn có thể lên một trang web có tên là Levitas l a e v i t a s nhưng mà đó là .ch chứ không phải là .com. À, cách đơn giản nhất các bạn có thể lên trên Google và cứ bấm uh, là Vitas Derivative Option thì đó là cách đơn giản nhất. Thì khi các bạn lên trong web này đó có rất là nhiều những cái uh, biểu đồ nhưng mà cái mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là các bạn uh, bấm vào Derivative bên dưới này Option bên dưới có cái chữ Derivative đây là tài liệu của sang Option lớn Derivative. Sau đó đó các bạn sẽ bấm vào Activity bên góc bên tay trái này sau đó các bạn sẽ đi tìm một cái biểu đồ đó có tên là open interest by expiration và bên dưới này đó là btc open interest by strike or expiration có nghĩa là đây là đáo hạn à, tính theo là cái điểm giá cả các bạn có thể là bấm cái phần all expiration này thì sẽ có một số ngày cho các bạn cái ngày mà các bạn thường quan tâm đó chính là thứ sáu cuối cùng của tháng nhưng mà cái mà quan trọng hơn là thứ sáu cuối cùng của quý và đợt này đó đáo hạn là ngày 25 tây tháng 3 tại vì ngày 25 tháng 3 đó sẽ là ngày thứ sáu cuối cùng của quý này có nghĩa là thứ sáu tuần sau đó thì các bạn sẽ thấy được là cái điểm max bây giờ là 42.000 đô đó là cách cho bạn có thể tính được cái điểm max pain là cái điểm mà nhiều những người mua hợp đồng lỗ nhất nếu như mà giá xoay quanh cái mức là 42.000 đô nghĩa là cái mức giá hiện bây giờ bây giờ là 42.147 nếu như mà các bạn thấy giá này duy trì thêm một tuần nữa đó thì đó chính là cái điểm max pain khiến cho nhiều người mua option lỗ nhất Chúng ta bây giờ hãy nhìn tới một số những tài liệu on chain ở trên class node thì các bạn thấy được là giá cả của BTC đó cũng đang rất là tốt trong dòng là hơn mấy ngày hôm qua rồi và chúng ta có thể thấy được là một điều là từ giữa tháng 12 tới bây giờ đó một trong những sàn mà chúng ta thấy có cái số lượng Bitcoin rời khỏi rất là nhiều đó chính là sàn Coinbase các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì sàn Coinbase đó, các bạn thấy được là trên màn hình đó, Rất rõ ràng là một sàn mà có rất nhiều Bitcoin rời khỏi Cũng như là các bạn thấy là sàn Hobby cũng tương tự Có rất nhiều những Bitcoin rời khỏi hai sàn này Sàn Binance thì cũng không có cái sự thay đổi nhiều Các bạn thấy được là trên căn bản đó là mấy tháng qua Cái số lượng Bitcoin trên sàn Binance sẽ cũng đi xuống Nhưng mà không có nhiều như những cái sàn kia Các bạn thấy là từ tháng 1 tới bây giờ Thì cái số lượng Bitcoin trên sàn Binance cũng tương tự nhau mà thôi Có thể thấy được là cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn gần đây đó là rút ra từ sàn Coinbase cũng như là sàn Huobi và sàn Coinbase là một sàn mà các bạn biết là hỗ trợ rất nhiều những công ty đi thu mua Bitcoin. Đây là một cái sàn mà hỗ trợ những công ty lớn như là Tesla hay là MicroStrategy thu mua Bitcoin. Cho nên mỗi lần mà chúng ta thấy đột ngột có cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn đó là có thể có dấu hiệu là một công ty nào đó, một tổ chức nào đó thu mua Bitcoin. Chúng ta có thể nhìn vào một số những cái địa chỉ ví xem coi là gần đây đó những địa chỉ ví như thế nào Thì trước hết các bạn thấy được bên trên này đó chính là những địa chỉ ví mà có hơn 0,1 Bitcoin thì vẫn tiếp tục tăng trưởng và tốc độ càng càng nhanh hơn Cho nên các bạn thấy được là cái đường màu cam này đó có cái sự tăng lên à, gần đây cái tốc độ cao hơn nữa cho nên nó đi lên nhanh hơn Đã bắt đầu là có là từ tháng 6 năm ngoái tới bây giờ rồi cái số lượng ví mà lưu trữ hơn 0,1 Bitcoin ngày càng nhiều hơn và cũng tương tự cái số lượng ví mà lưu trữ hơn 1 bitcoin đó thì cũng ngày càng tăng lên từ tháng 2 mới đây cho tới bây giờ Bên dưới này các bạn thì được là cái số lượng ví mà có hơn 10 bitcoin cũng tương tự Từ giữa tháng 2 tới bây giờ đã tăng lên Các bạn thấy được là cái số lượng ví mà có hơn 100 bitcoin thì cũng tương tự à, Là giữa tháng 2 tới bây giờ đã tăng lên Tuy nhiên để đi hàng ngang đó là từ đầu tháng 3 tới bây giờ Nhưng mà cái sự tăng trưởng nhiều hơn đó là các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin có nghĩa là những cá voi đó thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví này đó tăng nhưng mà tăng một cách đột ngột luôn các bạn thấy được là bắt đầu là từ cuối tháng 2 ngày 27 à, cho tới bây giờ đó lúc đó là chỉ có là 2.121 địa chỉ ví có hơn 1.000 BTC thôi cho đến ngày hôm nay đó đã lên tới cái mức là 2.288 rồi có thể nói được là đột ngột có rất nhiều địa chỉ ví có hơn một 000 bitcoin đây có phải dấu hiệu là chúng ta thấy là cho dù nhiều bạn lo ngại và chán nản trong vòng 2 tháng qua nhưng mà chúng ta lại thấy là những ca voi tiếp tục và tiếp tục gom thêm bitcoin vào ví của mình chúng ta chuyển qua và nói tới tài liệu on chain ở trên crypto khoan đi thì các bạn thấy trên màn hình đó đây là tài liệu tính theo giờ liên quan tới bitcoin thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó dấu hiệu vẫn cho thấy là chúng ta có BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và chúng ta cũng thấy dài hạn đó rõ ràng hơn là khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu số lượng bitcoin còn lại ở trên sàn đó thì các bạn thấy à, đây là cái à, dữ liệu vẫn tiếp tục cho thấy là Bitcoin đó cái đường màu xanh này ngày lại càng mất đi trên sàn và tiếp mất đi trong thời gian là một tháng qua đó vẫn là cái xu hướng của Bitcoin mỗi lần Thuận chia sẻ thông tin này thì có một số bạn có câu hỏi là thuận chia sẻ cái số lượng Bitcoin trên sàn bị mất đi đó có nghĩa là chúng ta thấy là cái số lượng nạp vào ít hơn rút ra thì đây có phải là dấu hiệu là những cái người mà lưu trữ dài hạn họ thu mua xong họ đem ra cái ví của mình hay là không? Tại vì những tài liệu này đó là những tài liệu có phải là tính hết tất cả các sàn hay là chỉ tính cái sàn tập trung à, thì đây là tài liệu tính những sàn tập trung mà thôi và thực ra nó thường chia sẻ những cái tài liệu này tại vì về dài hạn nó sẽ có ảnh hưởng đến giá cả không phải là ngay lập tức nhưng mà về dài hạn sẽ có ảnh hưởng tại vì đây là tổng số nguồn cung ngày càng ít đi nhưng mà nhiều bạn hỏi thuận là nếu như mà họ lấy Bitcoin ra khỏi những sàn tập trung nhưng mà họ đem qua sàn phi tập trung để bán thì chúng ta làm sao biết được thì có thể là các bạn ít xem những tài liệu liên quan đến những cái ứng dụng phi tập trung những cái ứng dụng DeFi hay là những cái ứng dụng mà sàn phi tập trung nhưng mà trên căn bản các bạn thấy trên màn hình đây đó là chúng ta nói tới là những cái mạng lưới mà có nhiều ứng dụng phi tập trung nhất có nghĩa là những cái DeFi, những cái DAX đó, thì các bạn thấy bây giờ tính theo tổng số vốn hóa thì các bạn vẫn thấy là Ethereum là đứng đầu À, cái đó là Terluna, cái đó là Binance Smart Chain BSC, cái đó nữa là các bạn thấy là Avalanche tiến thứ 4, Solana tiến hành thứ 5, Phantom tiến hành thứ 6, John tiến hành thứ 7, Polygon Magic tiến hành thứ 8 và Kronos tiến hành thứ 9 cuối cùng là wave đứng hạng thứ 10. Thì nếu chúng ta nói tới Bitcoin đó thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin đứng hạng tới 31 lần trong cái mạng mà có bao nhiêu ứng dụng phải tập trung và bao nhiêu tiền lóc lại. Thì thật sự mà nói là đây rất là ít luôn và các bạn có thể bấm vào Bitcoin các bạn thấy được là trên căn bản nó chỉ có hai ứng dụng lớn à, đó chính là Lay Network và BuyFi mà thôi và thậm chí các bạn thấy là cái số lượng lóc lại đó trong Lay Network là hầu như tất cả rồi. 150 triệu thì trên căn bản Bitcoin không phải là một cái mạng lưới mà có nhiều những cái ứng dụng phi tập trung và đặc biệt là những cái dax. Nếu như mà các bạn nói tới những cái dax đó các bạn thấy được là ở trên DeFi prime com đó thì chỉ có ba cái dax duy nhất ở trên bitcoin mà thôi ở điểm hiện tại. Các bạn có nghĩ đi những cái dax mà các bạn thích sử dụng hàng ngày đó như là chúng ta nói tới PancakeSwap à, hay là SushiSwap hay là Uniswap thì những cái dax đó đâu có cho các bạn gửi bitcoin lên đâu cho nên trên căn bản đó nếu nói tới là Bitcoin rút ra khỏi sàn và đem lên những cái sàn DEX mà bán đó, thì khả năng này rất là thấp à, vì một số lý do thường chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy trên màn hình đó, chúng ta có ba cái DEX lớn nhưng mà thật ra cái đầu tiên này đó uh, BIS uh, BISQ đó thì cái này không phải là một cái DEX đâu mà là một cái uh, peer to peer có nghĩa là các bạn lên đây các bạn có thể kết nối với một người khác mà muốn bán à uh, bitcoin của mình rồi các bạn bán peer to peer mà thôi giống như là các bạn bán ra ngoài gì đó chứ không phải là một cái dex như là các bạn sử dụng uh, PancakeSwap hay Uniswap đâu. Hai cái còn lại đó là Charlie swap và Liquidity thì hai cái này đó là hai cái dex mà các bạn có thể sử dụng bitcoin để mà đổi ra một số đồng cũng rất là hạn chế các bạn thì được là chỉ có vài đồng được hỗ trợ đây thôi. Và có ba điều tôi nghĩ là khả năng mà nhiều bạn nói là người ta rút bitcoin ra khỏi sàn tập trung để mà qua sàn phi tập trung bán thì thường có thể chia sẻ với bạn là không có nhiều lý do người làm cái điều đó đâu điều thứ nhất đó là các bạn có thể thấy được là giá Bitcoin không bây giờ là 42.230 khi mà thuận lên trên cái đắt của Charlie Swap này một trong hai cái đắt duy nhất của Bitcoin hiện tại thì các bạn thấy được là Thuận có thể đổi qua một số đồng nhưng mà trên Charlie Swap thì chỉ đổi ra đồng ổn định duy nhất đó chính là đồng đai mà thôi thì các bạn thấy được là để thường refresh trên này lại thì một Bitcoin bây giờ đó mà thường đổi qua đồng đai thì cái số lượng à, một bitcoin chỉ bằng 41.374 đồng mà thôi thì các bạn thấy được là con số 41.374 này so với giá hiện tại là 42.230 thì cách nhau gần như là một ngàn đô có thể nói được là cái à, giá cả đó hoàn toàn không tốt các bạn thấy được là chúng ta lên trên bitcoin đi địa đi để refresh lại để các bạn có thể thấy được là cái em, mức giá mới nhất là như thế nào thì bây giờ thường đổi một đồng bitcoin qua đồng usdt thì các bạn thấy được là một đồng Bitcoin đó mà thường đổi qua USDT thì là 41.718 đỡ hơn là Charlie Swap một chút nhưng mà cái mức này đã vẫn rất là thấp so với lại cái mức các bạn có thể có được trên những cái sàn tập trung là 42.224 hiện bây giờ cho thấy được đó là các bạn có thể nghĩ đơn giản là cái tính thanh khoản trên những cái sàn DAX này đã không có cao mà chỉ có hai sàn nhất mà thôi đó chính là atomic swap và liquidity mà thường có thể kiếm được là thực sự cho các bạn swap từ bitcoin qua một đồng khác trực tiếp trên cái nền tảng này mà không phải thông qua một cái uh, token thế chấp thì các bạn thấy được là thứ nhất là cái uh, tính thanh khoản không có tốt dẫn đến là giá cả xấu thứ nhì là cái phí cũng sẽ cao thứ ba nữa là cũng khá là phiền phức thì nếu như một người nào đó đó tại sao lại rút bitcoin ra khỏi sàn tập trung mà lên trên sàn phi tập trung. Thứ nhất đó là các bạn thấy được là sàn phi tập trung thì cho các bạn bán với giá tốt hơn. Thứ nhì nữa đó là các bạn có thể bán xong rồi rút ra ngân hàng của mình. Những sàn phi tập trung các bạn chỉ cần đổi ra token mà thôi chứ đâu có thể nào rút gì ngân hàng đâu. Và điều thứ ba nữa đó mà thường cảm thấy được là khả năng người ta rút ra khỏi sàn tập trung để bán phi tập trung để làm gì? Các bạn thấy là cái giá cả là đến từ sàn tập trung. Nếu như các bạn mua bán trên những sàn vi tập trung như là Charlie Swap hay Liquidity thì các bạn thấy đây là một cái swap mà thôi đâu có ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường đâu các bạn có thể bán một số Bitcoin ở đây thì cái giá trên thị trường cũng là như vậy cho nên trên căn bản á, điều chúng ta quan tâm là cái số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn về dài hạn vẫn sẽ là một yếu tố quan trọng về cái giá cả của Bitcoin trên sàn chúng ta chuyển qua nói tới một số những thông tin khác liên quan tới altcoin thì trước hết chúng ta nói tới Uh, Cardano thì uh, Cardano đó có một cái uh, cập nhật uh, và cập nhật này đã cũng gây ra một số những cái uh, câu hỏi của cộng đồng Tại vì trong cập nhật này đó thì nói tới một số điều đặc biệt là nói tới Hydra Thì Hydra có thể hiểu đơn giản đó chính là cái uh, sự mở rộng mạng lưới của Cardano để có thể là có nhiều giao dịch hơn Và đây là cái giải pháp tầng 2 của Cardano là một giải pháp và trong đó có nhiều giải pháp nhỏ hơn. Nhưng mà cái điều mà nhiều người quan tâm đến cái cập nhật mới nhất của Cardano đó chính là có một cái chế độ tạo và đốt token. Cái phần này đó họ để cũng không có rõ ràng, cho nên nhiều trang web đó cũng để là Cardano à, chuẩn bị có chế độ đốt đồng. Nhưng mà cái đồng mà họ nói tới đây đó là cái token trên mạng lưới của Cardano. Cái mà thường hiểu đó là cho đến bây giờ thì người sáng lập ra Cardano là cho Hoskinson thì uh, vẫn không có ý định là sẽ có chế độ đốt đồng Cardano. Các bạn có đã biết là nhiều mạng lưới đó như là chúng ta nói tới Matic hay là chúng ta nói, nói tới uh, mạng lưới của BNB hay là Ethereum thì đều có chế độ đốt đồng có nghĩa là qua thời gian đó, thì cái số đồng trên thị trường sẽ càng càng ít đi tại vì mỗi lần mà sử dụng đó sẽ có một số đồng bị đốt đi Cardano thì họ lại không muốn có cái chế độ đó nhưng mà cái mà chúng ta thấy ở bên trên màn hình đó về uh, tạo và đốt đồng đó chính là những cái token sẽ được tạo ra trên mạng lưới của Cardano có nghĩa là nếu như mà thuận là người lập trình mà thuận là một cái uh, lập trình có cái token riêng cho cái dự án của thuận thì thuận có thể là có chế độ đốt đồng đó đốt cái token đó mà thôi chứ không phải là đốt đồng Cardano có thể là sau khi giao dịch thì đồng đó có thể là bị đốt đi nhưng mà không phải là đồng Cardano cái được hiểu là như vậy cho nên về việc là nhiều bạn có thể khá phấn khởi nói là Cardano sẽ có chế độ đốt đồng Cardano thì vẫn chưa đúng lắm cho tới bây giờ thường chỉ biết là chỉ có chế độ để đốt cái token trên mạng lưới Cardano mà thôi và họ chỉ đang tìm hiểu chế độ đó. Kế tiếp đó là cũng có một số những thông tin liên quan tới một đồng mà gần đây cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi đó chính là đồng Fcoin thì thường cũng đã chia sẻ với các bạn về đồng Fcoin này một video trước đây rồi nhưng mà sau khi mà giá đi xuống đó, thì có dấu hiệu là có một số cá voi thu mua đồng này và đặc biệt đó là có hai cá voi lớn à, các bạn thấy được đồng này đó bây giờ là ở cái mức giá là 12 đồng 15 cent à, thì các bạn thấy được là so với lại cái mức thấp đó cách đây là hai ngày là chỉ có 6 đồng 60 sen thì cũng đã hồi phục lại một phần rồi tuy nhiên à, vẫn thấp hơn cái mức mà dựa theo con market cap là 20 đồng 40 sen khi mà bắt đầu là có tài liệu giao dịch nhưng mà các bạn thấy được là đây là một đồng đó mà đột ngột cũng có ít nhất là hai ví cá voi lớn thu mua à, các bạn thấy được là thông tin là có cái ví đầu tiên đây là cái ví đứng hàng thứ 10 ở trên Wellstat thu mua 300 đồng Fcoin là khoảng 4,2 triệu đô la Ví thứ nhì đó, đây là cái ví đứng hạng thứ 20 à, ở trên Wellstat cũng thu mua 300.000 đồng Fcoin là 4,2 triệu đô la. Thêm vào đó nữa đó là có một cá voi mà nhiều người cũng đã từng nghe nói tới đó chính là cá voi Gimli. Đây là một cá voi mà cũng đã thu mua đồng này. Các bạn được đây là tài liệu ngày 18 tây, có nghĩa là ngày hôm qua. Thì cá voi này đó là cây địa chỉ ví đứng thứ 8 thu mua 84.090 mươi ít hơn là hai cái ví mà thùng mới vừa chia sẻ với các bạn thu mua tới 300 ngàn nhưng mà đây cũng là một con số lớn là 1,1 triệu đô la. Cái đó nữa là các bạn thấy được là cũng là cá voi đó sở hữu cái ví thứ chín, thu mua thêm 216.220, như là 2,8 triệu đô la đồng Fcoin này và đây là tài liệu của ngày hôm qua thì điều mà thùng muốn nói đây đó là đột ngột có nhiều cá voi thu mua đồng này thì có phải là cá voi thu mua đồng Fcoin này có nghĩa là họ tin tưởng về giá cả tương lai hay là không thì điều này đó cũng là mỗi bạn có một suy nghĩ mà thôi cái mà thường chia sẻ đó không phải lúc nào cá voi thu mua xong chúng ta cũng thấy giá cả tăng tại vì các bạn thấy là cá voi uh, Gimli này đó cá voi mà thường mới vừa chia sẻ thu mua 84.000 đồng Fcoin hay là 216.000 đồng Fcoin ngày hôm qua đó thì cá voi này là một cá voi bây giờ đó cũng lưu trữ rất là nhiều đồng Shiba Inu các bạn thấy được là cái địa chỉ ví của cá voi này bây giờ lưu trữ lên tới 40 gần như 41% là đồng Shiba Inu hiện tại và cá voi này đó, cá voi Gimli là một cá voi nổi tiếng đó đã bắt đầu thu mua đồng Shiba Inu đó từ thời điểm là các bạn thấy là đầu tháng 12 của năm 2021. Đây là bài viết ngày 6 tháng 12 năm 2021 khi mà thu mua thêm 28 tỷ đồng Shiba Inu để đó vào cái ví của mình. Kế đó nữa đó cũng là cá voi Gimli này là ngày 4 tháng 1 cũng đã để thêm vào các bạn thấy là con số rất là nhiều luôn, khoảng chừng là 3,6 triệu đô la đồng Shiba Inu ngày 4 tháng 1. Cái đó nữa đó là ngày 3 tháng 3 gần đây cũng tiếp tục để thêm vào ví của mình 442 tỷ đồng Shiba Inu là cùng một người, là cùng một cá voi Gimli này thì các bạn được là thu mua liên tục như vậy đó thì giá cả của CPI như thế nào các bạn đã thấy được là bắt đầu từ đầu tháng 12 đó là cá vô này thu mua rồi thì các bạn thấy là chúng ta trở về thời gian là 3 tháng trước đây đi hay là 6 tháng trước đây để các bạn thấy rõ hơn thì đầu tháng 12 đó là thời điểm này các bạn thấy được là sau đó thì giá cả của đồng CBN này thì cứ đi xuống và đi xuống theo thời gian điều mình thường chia sẻ đây đó là thuận thì không có ý kiến liên quan tới đồng fcoin này tốt hay là xấu và có tương lai hay là không thuận chỉ muốn nói với các bạn đó là chúng ta uh, nên tìm hiểu và tự đưa ra quyết định tại vì đồng fcoin này đó là một đồng mà có thể có tương lai có thể là không có tương lai không ai biết được các bạn mua vì các bạn thích đồng này chứ các bạn không nên mua tại vì các bạn thấy là nhiều cá voi bây giờ đang thu mua đồng này đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Một số những thông tin khác liên quan đến thị trường tài chính nói chung, thì các bạn thấy được trên màn hình, đó, đây là một cái thuyết à, liên quan đến cái chỉ số chứng khoán của châu Âu, là chỉ số Stock 600. Thì chỉ số này, đó hầu như là sau khi mà các bạn thấy trên màn hình, đó, đây là cái à, biểu đồ... Đi xuống giá cả đó khi mà cái uh, cuộc chiến giữa nước Nga và Ukraine xảy ra thì đã đi xuống 10,6%. Nhưng mà bây giờ hầu như đã hồi phục lại rồi. Các bạn thấy là cuộc chiến đâu có kết thúc đâu mà còn kéo dài nữa. Cuộc chiến bây giờ cũng đã lớn hơn là nhiều người nghĩ rồi. Nhưng mà các bạn thấy là giá đã hồi phục trở lại rồi. Cho nên uh, chúng ta mới nói có một lời nói của gia đình Rothschild mà hai năm qua vẫn còn hiệu lực. Đó chính là mua khi nghe tiếng súng và bán khi nghe tiếng kèn. Và thông tin cuối cùng đó là thông tin liên quan tới à, lãi suất của ngân hàng trung ương của nước Nga. Thì sau khi mà chiến tranh xảy ra đó thì các bạn thấy được là ngân hàng trung ương nước Nga cũng đã tăng lãi suất lên rất là nhanh từ 9,5% lên tới 20%. Con số rất là cao luôn. Thứ sáu mới đây thì có một cái cuộc họp và sau khi họp đó thì ngân hàng trung ương nước Nga vẫn nghĩ là giữ cái mức 20% lãi suất tuy là cao nhưng mà cũng hợp lý ở thời điểm hiện tại. À, tại vì nếu như mà lãi suất cao như vậy đó thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế trong thời gian dài hạn nhưng mà nếu như mà không giữ lãi suất cao đó thì sẽ không thể chống chọi được với cái sự mất giá của đồng rubles vì lý do là phải giữ giá cho đồng rubles đó, và đồng rubles cũng đã giữ được giá cả sau khi mà đi xuống liên tục nhiều ngày thì giá của đồng rubles trong vòng mấy ngày hôm qua đó thì cũng đã giữ được một cái mức ấn định so với lại tiền đô la thì một trong những cái sự đóng góp đó chính là ngân hàng của nước Nga phải giữ lãi suất cao để có thể hỗ trợ được đồng rúp của mình. Và đây là cái thông tin cuối cùng trong video ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cuối tuần này. Ngày mai đó thì sẽ không có video nhưng mà thường sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin thông qua mạng xã hội với các bạn. Và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus Thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới Các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ Thuận Capital Như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin Napx hay là sàn Asanix và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn